Khi nhận thêm 9 ca mới trong ngày hôm nay, quyền Xuyên Mộc có 516 ca nhiễm COVID-19. Đáng chú ý có 2 ca tái dương tính trong thời gian cách ly tại nhà sau điều trị tại xã Bầu Thâm. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quyền Xuyên Mộc, đến nay có 8.700 người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong số này có 6.890 người tiêm mũi 1 và 1.810 người tiêm mũi 2. Ngành y tế không ghi nhận tai biến nặng sau tiêm. Quyện cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 5 với tổng số 5.500 liều.